Sau Hoàng Nhật xin chào các bác nhé. Hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2022 rồi. Thời tiết cũng đang sang mùa hè. Em lên sóng một con máy điều hòa một cục của các bác, một con máy khá là đẹp. Con này thì đây hiện tại đang test, em để mã số 2 nhé. Nhiệt độ đang test tại cửa gió là 13,8 độ C, 13,7 độ này, 6 này. Chạy rất là ngon luôn. Các bác dùng cho phòng khoảng 15m² độ lại, hoặc các bác dùng trong cabin ô tô của anh em hay đi đường dài. Mình nhờ điện mình làm mát cabin lúc mình nghỉ ngơi. Các bác bạn phòng trọ thứ. Nói chung là dùng được rất nhiều mục đích nhé. Chỉ có mỗi một cục như này thôi ạ. Cắm điện là mát. Đây, con này cửa gió đằng trước này là cửa lạnh này, ngồi lạnh buốt tay luôn ạ. Cắm tay nhé. Thiết kế rất là đẹp các bác nhìn. Trên này thì có hai nút tăng giảm nhiệt độ. Tăng giảm nhiệt độ cài đặt các bác nhé. Đấy. Có báo được cả nhiệt độ của ở đây cái này đấy, tăng giảm nhiệt độ này, được chưa? 24 độ. Tức là mình đặt nhiệt độ của máy đến bao nhiêu độ đó thì nó sẽ ngắt và sau đó nó sẽ quay lại nó báo nhiệt độ ở môi trường, tức là nhiệt độ phòng các bác này. Đây ví dụ đây cài để 20 độ, 21 độ ngắt này. Lúc sau nó quay lại nó báo nhiệt độ của phòng. Đấy, nhiệt độ phòng hiện nay hôm nay Hà Nội đang là 26 độ C. Tháng 5 rồi mà thời tiết vẫn còn mát như vậy. Đấy, một con máy dàn điếc khá là đẹp. Con này thì em bán là 3,8 triệu, giá chưa có phí vận chuyển, chưa có biến áp. Đấy. Máy này không có đi kèm điều khiển nữa các nha, chỉ có nút bấm ở đây thôi nha. Để dùng rất là dễ. Bật nguồn và hai nút tăng giảm nhiệt độ cài đặt, ai cũng có thể dùng được, rất là dễ dùng, điện 100V. Giá 3,8 triệu chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp. Mang nào đấy thì Quang liên hệ nhé. Chào các bạn.